Hôm nay ở nhà không có làm gì thì mình lang thang ra ruộng kiếm cá câu chơi nữa bạn ơi. Để mình đi thì có bô lô theo. Nay nước ở đây mênh mông à. Kiếm rô chê câu chơi hay chú cũng muốn kiếm cái gì? Mình thì chỉ có mê rô chê thôi. Còn bô lô mấy về bô lô hả? Hả? Mấy anh ba hả? Ở đó chơi đi, anh ba câu đây. Mình ngồi chỗ này câu được nhiều bên. Vừa câu được chỗ bên đây nè, sát cái đám cỏ đó ha. Tại ngay chỗ mấy cọng rau muống kia nữa kìa. Như phía sau đây. Câu bằng trứng kiến nên mình cũng giữ mồi trứng kiến luôn các bạn. Này vừa thả xuống thả, làm một lùm bọt nè, muốn cá cá gì vậy? Nghe cái phao luôn bạn. Trời này ăn. Kéo các bạn không biết con gì đó đó đó, đó. Ơi đất ơi, tưởng cá bự lắm mọi người. Giết được một em rô ron. Con gì vậy? Nữa rồi bạn đang dịp phao kìa,
Chờ kéo cái. Cá rô. Rô nó ăn êm. Từ tốn. Cá rô nữa bạn ơi. Bolo, cá rô là bolo. Con cá rô kìa. Trời ơi. Nó ăn gì mà giật không dính. Uổng quá, uổng bạn ơi. Chỗ này mà chỗ nào mà mấy bạn thấy câu sảy cá rô là đi à? Xuống chạy xuống cái nó kêu dòng họ nó chạy hết. Có cá rô và cá trê. Để xuống ăn liền đó. Kỳ vậy ta. Không phải, không biết phải cua không à. Thấy nó kéo chạy kìa, nó rất là ngon. À, cắt luôn. Ồ. Đu mẹ.
luôn cái rình, cũng phải rình đó. Trong lùm lát đó chắc có mấy con cá rô có hàng ở trong, nhịp 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 lại để kéo vô lùm lát. Câu đây này ghê không? Tụt đâu mất tiêu rồi. Con này mập cũng quá. Lưỡi nhỏ dễ tuột lắm bạn, các bạn thấy không? Nó vũ cái nó tét ra. Trống quá nịnh nhát. Ăn rình rình rình.
Còi xuống mắt mà các bạn. Hoài luôn á. Oh.
kỳ cũng bằng từ tốn, từ từ mà tốn ha. Con này tự lôi dính luôn. Dạ dạ. Ăn quá, cá ăn không? Dạ ăn gì? Ăn bán mới về luôn hay gì?
chưa ăn sáng nữa mà. Giờ chắc 11 giờ. Tối rã ruột luôn. Ăn được cá giật xuống. Một giờ rồi đó, tối ra ruột luôn. Mời mấy bạn coi kết quả rồi Quy thả xuống ao nha. Ít à, 4-5 kg gì. Để mình lấy cần cần cho. Sáu ký chín chưa trừ cái thao. Thảo 400 gram. Sau khi rửa cá. Cảm ơn bạn nha, chào bạn. Cảm ơn bạn, chào bạn.